Trong ngày hôm nay diễn ra 3 trận đấu. Bên cạnh trận tranh năm còn có 2 trận đấu bán kết 2 nội dung của nữ và của nam. Đây là đội xuất phát của các cầu thủ Hà Nội, gồm có số 6 Lý Văn Trường, số 3 Vũ Ngọc Hoàng, số 4 Nguyễn Xuân Đức, số 11 Lê Đức Thuận, số 9 Phạm Thanh Quang, Phạm Quang Thành và số 7 là Phạm Nhật Thành. Bên phía đội thể công, đội xuất phát gồm có số 1 Phạm Anh Tài, số 13 Mầu Tiên Thắng, số 14 Phạm Thanh Tùng, số 16 Phạm Xuân Sinh, số 19 Hoàng Trung Kiên và số 23 là Hà Mạnh Hùng. Ông Thái Anh Văn là huấn luyện viên của đội thể công. Số 12 Dương Đức Hải. Bóng ngoài sân. Đó là pha kết thúc của Mầu Tiến Thắng. Đây là giải đấu để các đội thử nghiệm đội hình, qua đó tìm ra những điểm yếu để có thể khắc phục trước khi bước vào vòng 1 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay. Hà Nội đang tạo ra một thế trận rất cân bằng. Qua giải vô địch quốc gia năm ngoái, thành tích của Hà Nội tốt hơn thể công 15-13. Cơ hội ghi điểm cho thể công vẫn còn. Chắn bóng thành công. Pha bóng chắn tốt của Xuân Sinh. Xuân Đức thực hiện quả phá bóng. Pha kết thúc tốt. Đó là tình huống kết thúc của đội trưởng Lê Đức Thuận. Chắn bóng thành công. Lại thêm một điểm nữa cho đội bóng áo đỏ. 22-20. Đó là pha kết thúc của Mầu Tiến Thắng. Chưa đầy 10 ngày nữa, họ sẽ phải bước vào vòng 1 của giải vô địch quốc gia. Quả đập rất tốt. Vì vậy họ không có để hóa giải quả đập của Đức Thuận. Cơ hội đến với thể công. Và trận đấu đầu tiên đã khép lại với người ghi điểm sau cùng là Hà Mạnh Hùng. Và họ sẽ là đội phát bóng trước. Chuyền một tốt. Điểm số đầu tiên của set đấu thứ hai đã thuộc về các cầu thủ áo đỏ. Điểm đầu tiên cho thể công. Rất tốt. Đó là quả đánh của Xuân Đức. Có những cầu thủ lừng danh trong đội hình. Một pha xử lý đầy bất ngờ của Trung Kiên. Trung Kiên cũng rất khó để cạnh tranh một vị trí chuyền hai với những người đồng đội ở đội 1 của thể công tại vòng 1 sắp tới. Rất tốt. Và kết thúc của Vũ Ngọc Hoàng. 21-17. Và bắt đội 1 không tốt. Cơ hội ghi điểm cho các cầu thủ Hà Nội. Và họ đã thành công. 22-17. Mười bảy.
đập bóng tốt. Như vậy là set đấu thứ hai đã kết thúc. Tỷ số của set đấu này là 25-18 nghiêng về các cầu thủ Hà Nội. Ngọc Hoàng đã có một quãng thời gian dài được Hà Nội cho trà đi bình luận. Vẫn còn, hàng sau của Hà Nội đang phòng thủ rất tốt và sau đó đã có thêm điểm 5-2 cho đội bóng đỏ. Một trận đấu của hai đội bóng có rất nhiều duyên nợ. Rất tốt và kết thúc rất gọn của Xuân Sinh. Chủ một tốt. Pha xử lý trên lưới rất tốt của Đào Xuân Việt. Vẫn còn. Không có cơ hội để tấn công cho các cầu thủ Hà Nội. Trận bóng thành công. Thêm một điểm nữa cho đội bóng áo đỏ. Vì vậy rất nhiều những trận đấu của Cúp Hoa Lư năm nay chúng ta chưa thấy được sự thanh thoát của các đội bóng, khi mà sức nghỉ vẫn còn rất nhiều. Pha vợp đánh bóng rất hay của thể công. Rất hay. Như vậy là trận đấu thứ ba đã kết thúc. Hà Nội tiếp tục có được chiến thắng ở trong trận đấu thứ ba này. Tình huống kết thúc tốt của Quang Thành. Giải quyết nhau ở trận đấu thứ năm và Thanh Hóa đã có được chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2. Các nhà đương kim vô địch của giải vô địch quốc gia Kelasoko Thái Bình không có ngoại bình tại Cúp Hoa Lư năm nay và đã thi đấu không thực sự tốt để rồi cán đích ở vị trí cuối cùng trong tổng số 6 đội tham dự, lại có thêm một điểm nữa cho thể công. Chưa một tốt, rất hay. Cú đánh lao ngắn tuyệt vời và người kết thúc là Hồ Hữu Tiến. Điểm nữa cho thể công. 19-12. Vẫn còn. Và kết thúc của Mạnh Hùng. 25-15. Trận đấu chênh lệch nhất kể từ đầu trận đấu. Và chiến thắng thuộc về thể công ở trận đấu thứ tư, đồng nghĩa với việc hai đội sẽ phải bước vào trận đấu thứ năm quyết định. Quá hay. Pha phòng chiến thuật tốt của cao thủ Hà Nội. Một đều. Bây giờ thì màu chiến thắng đã thành công. Chắn ba rất tốt của các cầu thủ thể công và điểm số được cân bằng 5-5. Và kết thúc tốt của Lý Văn Trường. Hà Nội vẫn đang thi đấu rất tập trung và hạn chế rất nhiều những sai lầm. Một tình huống điều chỉnh chung một lỗi của các cầu thủ thể công. Hà Nội đã vừa lên 12-11. Và ngay lập tức thì huấn luyện viên Thành Văn đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Vẫn còn cơ hội cho các cầu thủ Hà Nội. Điều chuyền rất lỗi. Nhưng
đó là một sự lúng túng của các cầu thủ thể công. 14-12 và bây giờ Hà Nội có 2 match point. Cầu thủ Hà Nội đều đã mắc lỗi ở pha bóng vừa rồi, nhưng lỗi của thể công là lớn hơn. Tâm lý đè nặng lên cầu thủ áo xanh ở pha bóng vừa rồi, và họ đã để cho đối thủ Hà Nội có được chiến thắng với tỷ số 15-12. Và trận đấu khép lại với chiến thắng 3-2 chung cuộc thuộc về các cầu thủ Hà Nội. Thể công có được chiến thắng ở trận đấu đầu tiên với tỷ số 29-7. Nhưng hai trận đấu tiếp theo Hà Nội có được chiến thắng dù đánh bại đối thủ với tỷ số cách biệt 25-15 ở trận đấu thứ tư. Nhưng những sai lầm ở những diễn biến cuối của trận đấu thứ năm đã khiến thể công bị trả giá. Và thể công cán đích ở vị trí cuối cùng tại cúp Hoa Lư năm nay. Còn Hà Nội có được vị trí thứ 5.